Đây nhìn này. Chấp nhận là tao sao thứ nhá. Thế thôi, tao chỉ nói thế thôi. Lúc nào có mày thì thật sự mày ăn ăn hối cải với tao như tha thứ. Còn không phải là làm những cái này mà để tao vui đâu. Ok mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop bán ạc Ninh Quân Free Fire giá rẻ. Đấy là cái shop chính chủ của mình luôn. Đấy thì cái shop này là shop ductoa.vn. Thì cái link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em nhé. Thì cái shop của mình ý, thì anh em chỉ cần đăng nhập ngay là anh em sẽ được tặng 10k. Đấy thì bây giờ đây là cái trang chủ của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử cho anh em xem nhé. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cần thành viên mới đăng nhập vào phát anh em nhận được 10k miễn phí luôn để anh em vòng quay may mắn. Chắc chắn là quay một phát là được ạc luôn anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay thử đi. Đấy, quay thử cái này đi. Quay tích chẳng hạn. Đấy. Đó. Đấy, kết quả nhận 9.900 kim cương. Mua X1 nhận được 9.900 kim cương. Đấy, mình bấm rút kim cương. Đấy, rồi các bạn bấm cái số lượng các bạn muốn rút rồi các bạn bấm thực hiện là được em nhé. Đấy, thì anh em nào muốn mua ạc game uy tín thì anh em cứ vào shop mình nhé. Không bao giờ có chuyện là quay mà không được ạc anh em nhé. Đấy, ok. GLMM.me, website chơi chẵn lẻ Momo uy tín, giao dịch tự động 24/7. Top thắng tuần nhận thưởng quà to. Thắng hay thua là do cách chơi của bạn. Chiến ngay tại GLMM.me. Nào, mới ngủ dậy đã nghỉ cầu. Thôi anh em nhé. Cảm ơn cả bạn bây giờ với video của mình. À, anh ạ, thì đấy là mình có về nhà thì thấy thằng này nó đang ngủ ở đây anh ạ. À, thì mình vào mình bật điện lên thì nó lại vừa tắm dậy. À, dậy phát của nó đang nghỉ như này anh ạ. Mình cứ thằng này nó khác mình hoàn toàn anh ạ. Mỗi lần mình ngủ dậy thì mình lúc nào cũng cảm giác trong người mệt, mình không nghỉ cái gì. Mà đây thằng này nó dậy phát là nó nghỉ như quỷ luôn anh ạ. Đấy, à, nhìn gì đây? Đó, con nhìn máy quay. Đấy, thay được cái là cứ thấy máy quay nó nhìn anh em ạ. Đấy, thì thôi. Thì thời gian vừa qua thì chuyện của mình thì mọi người cũng biết rồi. Đấy, thì thôi mình cũng muốn chấm dứt hoàn toàn việc này. Và mình sẽ hôm nay mình sẽ có một cái món quà dành cho Diễm anh em ạ. Đấy, để coi như là thay lời tỏ tình và cũng là một lời xin lỗi. Đấy, thì mình cũng xem thời gian vừa qua Diễm cũng có gọi là hơi nguội nguội rồi anh em ạ. Nên là mình hôm nay mình tặng nó một món quà nào đó. Và nó sẽ kiểu gì cũng sẽ phải tha lỗi cho mình anh em ạ. Đấy, thì món quà gì thì tí nữa thì mọi người xem hết video mọi người sẽ biết anh em nhé. Đấy, thì hiện tại Diễm là đấy, không biết đi đâu mà kể này nó ở đây chắc nào thì mọi người lấy mày làm gì mày làm đi đấy khổ lắm luôn đứng không yên nhìn đi đấy, ok anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị món quà và mình sẽ tạo bất ngờ cho Diễm rồi tí nữa nó lên thì mình sẽ ghi anh em xem nhé. Ok nhé. Cái gì? Ôi, vợ chồng nhau sao cứ phải mặt dạng mày nhẹ câu văng câu nói nó không lọt tai chút nào cả. Mày không nghe hai chuyện vợ chồng á? Hai từ vợ chồng á? Ôi, nói chung là thời gian của anh em giận anh như thế chưa đủ à? Chứ đáng là anh thời gian anh đã thay đổi nhiều đấy đúng không? Em thấy đây ông chơi tạt tầm quả uy tín không? Em tạt phát ăn cháy mặt luôn đấy sợ. Đấy là bên Ngọc chứ không phải bên tôi. Anh phải lên nhớ như thế nhá. Anh Vân Ngọc chứ không phải bên tôi. Nói chung bênh ai thì vẫn là bênh mà nói chung là tát cái tát uy tín dành cho nó thế là em đủ hài lòng rồi cái gì đúng không? Còn bên nếu em vẫn không hài lòng đúng không? Giờ mình muốn hài lòng đúng không? Không, anh thì kích lúc nào chả hài lòng rồi. Anh đang bảo em ấy, em bảo không hài lòng đúng không? Ừ, giờ tôi không hài lòng cái hài lòng nhất. Cú tò mò. Không phải là đùa con. Không, em bảo này nếu mà em không hài lòng ấy thì em gây sự nói. Để anh tát nó cho anh xem. Tao trả giải anh nhá. Tao không giải anh, đi ra ngoài. Tao giờ cũng hỏng mày thì thật sự mày muốn ăn ăn hối cải lúc đấy tao mới tha thứ. Còn không thì đừng hòng, lui. Còn ra đây ăn ăn hối cải rồi gì nữa. Em thấy em không thấy, không thấy em thay đổi như thế à? Ăn ăn hối cải mà 3 giờ về đến nhà. Đó, 3 giờ về đến nhà thì biết quá làm gì. Từ 3 giờ của ngày hôm qua nhá. Còn hôm em nhìn bây giờ lúc gần 7 giờ thôi. Thì hôm nay em về sớm. Đây là mày về mày sơi cơm nhá. Mà nói gọi là xúc phạm hơn là về đỡ cơm nhá. Nhá, chúng ta thôi chứ không ăn cơm ăn nước gì nhá thì đừng hòng về nhá. Rồi, anh hứa với em luôn. Là bắt đầu từ ngày hôm nay 7 giờ anh về ăn cơm được chưa? Ngủ đêm 2 giờ. Ừ. Rồi 2 giờ anh đi tiếp sau được chưa? Ừ, thì hỏi 2 giờ đi đâu? Con nào trước? Đó, mình tiếp con nào 2 giờ. Thì
Đi uống bia. Cút ra ngoài. Thôi, nói chung là nhẹ nhàng tình cảm thôi nhá. Mình không nên bạo lực nhau nhiều gì nhá. Bây giờ em phải xác định bây giờ mình là vợ chồng rồi nhá. Bây giờ có cái gì mà mình tha thứ cho nhau thì mình tha thứ em muốn. Đấy, phải giày vò nhau chứ làm gì mang lại cho cả đôi bên nó đều không có lợi, đúng không? Tức là phải về có việc gì nói luôn, nhanh gọn nhà đi ra ngoài. Nói chung là hôm nay anh cũng gọi là có chuẩn bị được món quà nhá. Đấy, thì anh muốn quà đâu mang đây. Quà đâu, kiểu gì cũng sẽ có. Mà từ từ, mày nói đến quà tao mới nhớ. Quan tao đang vừa đặt ở đây xong rồi. Cái ngủ nó dậy nó bò xuống nhà rồi. Thế là mày lại mang cho tao đi đâu? Ứng viên à? Mày của nha! Mang đi đâu, mang đâu giận. Tao không tin được cái bản mà mày vẽ phát động đâu. Bỏ ra đi, tìm quốc tập. Bỏ ra đi, bỏ ra đi, ra. Nghe anh nói á. Con kệ nó đi. Khổ quá tao làm gì nhỉ? Bây giờ tao kệ mày chứ tao không kệ được cô ăn nhá. Bây giờ anh bảo con nó vẫn an toàn, yên tâm không phải lo. Ở đâu? Tao đặt lúc đi tao đặt nó gọn gàng ở đây. Lúc về tao không thấy mà thấy mốt cái trắng phơ như thế này. Thì anh để anh nó nốt. Thì vừa anh về đúng không? Thì vào phòng nó dậy nó bảo bố ơi, làm gì đấy. Anh bảo cút xuống nhà để bố ở đây có việc. Thì thế sao anh từ anh nói nó đã. Thì anh bảo là cút xuống nhà bố làm việc xong nó dỗi nó bò phát xuống nhà luôn. Thật anh theo dõi nó thấy nó bò xuống tận phòng mẹ rồi anh mới thôi ấy. Tao đi xuống mà không có mình trách tao. Ủa nói chung là kệ nó đi. Con đúng không? Thì trước mắt em phải nhận một cái món quà của anh đã, thấy chưa? Tao không cần quà kiếp gì hết, tao cần con thôi. Bây giờ ấy, một là nhận quà là sẽ thấy con, hai là không quà không con luôn. Nào, anh chọn đi. Tao chọn một. Chọn đi. Tao chọn số 4. Đấy, bây giờ nếu mày cứ thích câu giờ mày không muốn gặp con thì mày cứ thế thôi. Đánh lên. Tao bảo mày chọn đi. Chọn số 1. Số 1 là nhà nào? Là cái gì cả quà cả con. Đúng đấy. Nhanh. Phải thế rồi chưa? Ừ. Anh bảo này. Đấy, cứ đứng như đây á. Em cứ đứng đây bình tĩnh. Cứ đứng đây á. Anh bảo rồi quay đây. Cầm anh nói em tìm với thôi. Nhá. Mày mà giấu con. Ủa nó bảo ra đây. Có gì đâu giấu. Thì dạ. Nhanh lên. Quà đi. Đấy quà đi chứ quà đâu. Không có giò đấy đâu. Đây nhìn này. Ây da, ô tư vẫn thiếu. Đây. Đấy. Đắt rồi nhỉ, bún nhỉ. Ây da, bây giờ nó nhìn bố. Làm gì con ơi? Con thấy kính đẹp nên con cứ nhìn luôn. Rồi. Làm gì con ta đây? Hả? Tiền mặc cái gì cho nó đây? Đấy, thì nói chung là anh không biết là tặng quà thế nào để cho nó gọi là nổi bật ý. Thì hôm nay anh quyết định là em là với em, anh không biết bây giờ anh cũng không có quan trọng như thằng này nữa rồi. Thì thằng này anh thật, thằng này bây giờ nó quan trọng với em nhiều đúng không? Nhưng mà anh không hiểu tại sao nhốt nó tủ từ lại nó không khóc nhỉ? À, ghê, và anh dặn nó bảo cấm kêu rồi nha. Kêu lộ hết bí mật. Ừ, đây anh nói đã. Rồi anh nói từ thằng này là bún đầu, con cởi cái quà của bố ra đã.
nhá. Đấy thì hôm nay anh đi qua cái shop quần áo nữ ấy. Thì đấy, thì anh thấy cái bộ này nó đẹp quá thì anh mới mua về tặng em. Nhưng mà tuy là nó giản dị nhưng mà nó được cái là mâm cơm nhỏ hạnh phúc to ăn hiểu không? Mâm cơm nhỏ hạnh phúc to ăn hiểu không? Đấy, thì tất cả gọi là tấm lòng của anh thôi. Đấy thì anh cũng mua cái này. Mày tặng tao, mày tặng cẩn thận, mày cho qua tao mặc này à? Mày nghĩ con tao là chuột đùa mày à? Không phải, ý là như kiểu em thấy kiểu ngày xưa. Nói chung là ý là anh phải cho nó mặc thử em thấy đẹp đúng không? Em thấy đẹp này thì em mặc lên cũng đẹp luôn, là bốn trời luôn. Mày hơi bị hành hạ con tao đấy. Hành hạ gì, nó cho nó ngồi tủ tí không sao. Nhá mình đấy. Tao vui thật bởi vì tao thấy con tao nhá. Đấy thì thôi thì bây giờ nói chung là anh của anh cũng chỉ gọi là một cái trò đùa để gọi là tạo, nói chung là tạo niềm vui cho em thôi. Đấy thì nói chung rất vui. Đấy thì cái thời gian vừa qua thì anh thấy như thế là cũng đủ lắm rồi. Đấy thì thôi, anh hôm nay cũng không biết là mua cái gì nữa vì nên anh thấy hai cái này nó đẹp thì anh cứ mua tặng em thôi. Đấy nhận đi nhá. Xin cảm ơn. Đi ra ngoài. Cái này tao chưa mua lòng được đâu nhá. Còn tạo bất ngờ này thì ok chấp nhận nhá. Nhưng mà không phải là tao chấp nhận là tao sao thứ nhá. Thế thôi, tao chỉ nói thế thôi. Lúc nào có mày thì thật sự mày ăn ăn hối cải với tao như tha thứ. Còn không phải là làm những cái này mà để tao vui đâu, biết chưa? Bỏi ra. Cả hai bố con cùng đi. Thế bây giờ con theo bố tuổi. Cả hai bố con, đi nhanh. Bốn chưa được đi đâu. Tao và cả hai bố con ăn ăn hối cải đi về, nhanh lên. Được rồi, nói chung là anh có một cái quyết định nữa. Anh kẹp cả con sẽ ở trong này đến khi nào em tha lỗi tất cho anh luôn. Mày ăn vạ. Tha lỗi rồi, nhanh lên đi ra ngoài. Tha lỗi rồi. Tha lỗi phải như nào chứ, nói cái giọng đấy tha lỗi gì. Tha lỗi rồi, nhanh lên. Đi ra. Đi ra. Bê thằng bún nó ra thì anh cũng ra chứ. Bún ơi mẹ bé. Ê mẹ bé con. Ô cho mẹ bỏ bố bún này. Bún. Đi ra ngoài. Đi ra. Nhanh nhanh, tôi tha lỗi rồi. Hôm nay em quyết định tuyệt thực trong này. Anh ở trong đấy. Ở trong đấy nhá. Ra thì đừng có mà trách. Ở tiếp. Má mày đi thật rồi.